2 triệu 8 một đôi, hàng mới full thùng xốp. Hàng tồn kho này mới full thùng xốp luôn. Dòng này thì anh em nên mua làm sự kiện. Còn chúng ta chơi gia đình thì quá tốt, nhưng mà làm sự kiện thì nên chơi cái dòng này vì sóng nó rất là khỏe. Còn cái dòng UGX9 này thì tôi cảm thấy là cái sóng nó không khỏe bằng dòng UGX8. Nên anh em làm sự kiện thì nên mua con UGX8. Nhưng đa số anh em lại thích cái tay màu đen. Nhưng mà chúng ta làm sự kiện thì đen hay trắng nó không quan trọng. Quan trọng là khi chúng ta làm, đang làm nó không bị mất sóng và nó ổn định tiếng. Con UGX9 này sóng không khỏe bằng con UGX8. Tôi đã tiếc thử nghiệm rồi. Con UGX8 là chuẩn 100% khi anh em làm sự kiện, không cần phải lăn tăn. Sóng của nó thì vô đối, kể cả dòng mic hãng 8-9 triệu sóng của nó không khỏe bằng con này. Vì cái dòng của Trung Quốc nó làm sóng rất là khỏe. Cái dòng mic này thì cho anh em thi đấu với dòng mic 5-6 triệu hàng công ty, không có nào ăn được dòng mic này luôn. Và tôi bán khá nhiều cái dòng mic này cho anh em làm sự kiện. Con UGX9 này làm sự kiện nếu bắt xa quá thì nó cũng không ổn lắm. Còn trong gia đình thì thoải mái, vẫn có giá 2 triệu 8.